Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại cùng với Kiều Anh Em Gái Miền Trung. Với tình hình dịch Covid đang rất là phức tạp như hiện nay thì mình cũng hạn chế đi ra ngoài và cũng không có cơ hội nhiều để mà chia sẻ đến cả nhà những địa điểm du lịch tham quan cũng như là những cái món ăn ngon tại Quảng Ngãi và khu vực miền Trung. Thì tôi thì mình dành ở nhà để làm cho những cái món thức uống dinh dưỡng cũng như là rất là bổ dưỡng cho cả nhà. Và ngày hôm nay thì mình xin được chia sẻ đến cả nhà một món thức uống vô cùng tuyệt vời trong những cái ngày hè rất là nóng bức như hiện nay. Đó chính là một cái món mà khi mà chúng ta thưởng thức vào, chúng ta sẽ có cảm giác như là đến với xứ sở băng tuyết vậy. Và bên cạnh đó thì giúp cho chúng ta giải nhiệt mùa hè tránh những cái thời tiết đang vô cùng nắng nóng. Và đó chính là món chanh bông tuyết. Và để làm được món chanh bông tuyết này như thế nào thì xin mời cả nhà chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi nhé. Để làm món chanh bông tuyết này thì nguyên liệu của chúng ta là gồm có: thứ nhất là chắc chắn là chúng ta sẽ phải có chanh nè. Đây là những cái quả chanh không hạt mình mua ở siêu thị. Bên cạnh chanh thì chúng ta sẽ có là nước lọc, 50ml nước lọc, cộng với lại là đường. Nếu mà cả nhà có nước đường thì chúng ta sẽ sử dụng nước đường, còn đây là mình dùng đường cát và đá và những cái phụ kiện khác đi kèm như là máy xay sinh tố và bộ phát nước cam, rồi có dao kéo và mình có thêm đó là lá hung chanh để mà trang trí. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu sơ chế nha cả nhà. Chanh mình mua về xong thì mình sẽ rửa sạch, và sau khi mà rửa sạch chanh xong rồi thì mình sẽ gọt quả chanh. Một phần vỏ chanh thì mình sẽ bỏ vào xay cùng với nước chanh, và phần còn lại thì mình sẽ cắt sợi nhỏ để mà trang trí. Hàm lượng vitamin C trong vỏ chanh rất là nhiều, vì vậy cho nên là khi mà chúng ta làm món chanh bông tuyết này thì ngoài nước chanh thì chúng ta nên tận dụng vỏ chanh để làm cho món nước uống của chúng ta sẽ được thơm ngon hơn và nhiều dưỡng chất dinh dưỡng hơn. Rồi, đây là phần vỏ chanh của mình nhé. Việc tiếp theo đó là bây giờ thì chúng ta sẽ vắt nước chanh. Mình sẽ cắt đôi quả chanh này. Đó, cả nhà thì ở đây thì mình mua chanh không hạt nên rất là tiện lợi. Nếu mà cả nhà mua chanh có hạt thì chúng ta sẽ cắt đứt chanh và loại bỏ hạt đi nhé. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu lấy nước cốt chanh nha cả nhà. Vào những cái ngày thời tiết nắng nóng như thế này mà chúng ta thưởng thức một ly nước chanh bông tuyết thì quả thật là rất là tuyệt vời. Và sau khi đã phát lấy nước cốt chanh rồi thì để mình thử xem thử hai quả chanh này sẽ được bao nhiêu ml nha cả nhà. Wow, đây là nước cốt chanh rất là thơm. Mình sẽ thử đong, dùng cái bình sữa của em bé để mình đong thử được bao nhiêu ml nha cả nhà. Như vậy thì với hai quả chanh này thì mình đã vắt được đó là 60ml nước cốt chanh. Và với 60ml này thì chúng ta sẽ làm được 2 ly chanh bông tuyết, tương ứng với lại là 100ml nước lọc nha cả nhà. Mình sẽ cho cái hỗn hợp
nước cốt chanh này vào trong cái máy xay sinh tố. Ở đây thì mình mới chuẩn bị được là 50ml nước lọc. Mình sẽ đổ thêm được 50ml nước lọc nữa nhé, để làm được 2 ly. Như vậy thì các bạn thấy đó, một ly chanh bông tuyết thì chúng ta sẽ nhớ với tỷ lệ là 50ml nước lọc và một quả chanh là được rồi. Một quả chanh thì tương ứng với 30ml nước cốt chanh. Mình đổ thêm 50ml nước lọc vào nữa nha cả nhà. Và bây giờ là mình sẽ cho đường vào. Thì cái này là mình đã đong ra là thành 3 muỗng đường. 3 muỗng đường lớn. Thì tùy theo khẩu vị của mỗi người, chúng ta muốn vị ngọt nhiều hay là muốn vị chua chua thì chúng ta sẽ tăng giảm cái lượng đường phù hợp. Mình cho 4 muỗng đường rồi đó, 5 muỗng và 6 muỗng đường, 6 muỗng cà phê như thế này. Còn một ít thì mình cho hết vào luôn, bởi vì mình thích uống ngọt chứ cũng không có thích uống chua lắm. Và để làm cho món chanh của mình thêm thơm ngon hơn thì mình sẽ tận dụng vỏ chanh này. Vỏ chanh này thì mình sẽ sắc sợi nhỏ để mình bỏ vào xay chung luôn. Chúng ta nên cho ít thôi để mà làm cho ly chanh bông tuyết của chúng ta nó không có bị the lắm. Rồi, mình sẽ cho một ít vỏ chanh vào bên trong máy xay sinh tố. Và tiếp theo không thể thiếu được đó chính là đá viên. Như vậy là bây giờ mình đã có một cái hỗn hợp nước cốt chanh, rồi vỏ chanh, đường, nước lọc và đá viên. Bây giờ mình sẽ cho toàn bộ cái hỗn hợp này vào trong cái hệ thống máy xay và chỉ việc là xay lên thôi. Chanh bông tuyết đã sẵn sàng. Không biết hương vị sẽ như thế nào đây. Mát lạnh. Bây giờ thì mình sẽ chế vào ly nha cả nhà. Wow. Gần đầy cái ly này. Mình sẽ trang trí một chút xíu cho đẹp mắt nhé. Tiếp tục thì chúng ta sẽ tận dụng những cái vỏ chanh mà lúc nãy mà chúng ta đã cắt đó. Giờ thì mình sẽ những cái sợi nhỏ nhỏ như thế này để trang trí lên trên cái ly trông cho nó đẹp. Rồi, và không thể thiếu được đó chính là lá húng chanh. Đèn. Xin mời cả nhà chúng ta sẽ cùng nhìn ngắm và thưởng thức món chanh bông tuyết.
Vâng, như vậy là Kiều Anh cũng đã hướng dẫn đến cả nhà cách thức làm món chanh bông tuyết rất là đơn giản ngay tại nhà. Và còn chờ gì nữa, xin mời cả nhà chúng ta sẽ cùng bắt tay vào làm món chanh bông tuyết để cho gia đình mình cùng thưởng thức nhé. Rất là cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của Kiều Anh. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những video chia sẻ tiếp theo.